Như các bạn cũng biết thì mình nè, Simmy nè hay là Sammy là một trong những người vẽ khá là đẹp ở trong nhóm của bọn mình. Và mấy bạn nào nghĩ rằng là nếu như Simmy vẽ đẹp nhất á, thì các bạn đã sai lầm rồi. Bởi vì ngày hôm nay Phong Cận sẽ chứng minh Phong Cận mới là người vẽ đẹp nhất. Hả? Không vậy? Thiệt chứ sao thiệt? Trời ơi, hôm nay nè chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái trò chơi rất là hay ở trong Roblox luôn đó các bạn. Đó chính là vẽ hoặc là... Hẹo. Làm vậy là mọi người biết là gì á? Hẹo à? Ừ đúng rồi, hẹo đó. Hẹo, ngụm đó, ngụm đó, ngụm của tỏi, ngụm của tỏi. Rồi, ngụm của tỏi đó. Thì ngày hôm nay ai vẽ xấu là sẽ bị hẹo nha các bạn nha. Rồi, còn bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nào. Let's go. Let's go. Rồi, ok 500 anh em. Bây giờ bọn mình đã vào trong cái tựa game Roblox của chúng ta rồi đây. Và hiện tại bạn đang thấy ở đây xuất hiện thêm một cái người đặc biệt nhân nữa. Tố. Nhân tố gây cay các bạn hiểu không? Nhân tố gây cay. Đó chính là chị Ca Mui đó. Vậy. Không, nhưng mà Mui nãy Phong tha thiết bảo chị Mui ơi, chị vào đây đi. Chị quay giúp ta em van gì? Chị em dạ. Em xuống dạ. Chị. Ờ dạ, được rồi, thôi vậy để em kích Mui ra nha. Này thì năn nỉ nè, năn nỉ gì mà năn nỉ. Bà tự vô, bà tự chơi sao bà kêu tôi năn nỉ bà vô chơi. Trời Ê, ơi. Nhưng đâu mà ra Mui vậy? Vẽ cũng được nha, chứ không phải xấu đâu mọi người, đừng chê nha. Thì Mui dễ đẹp mà. Rồi vậy chúng ta cùng nhau vô nè mọi người, bên đây chưa có ai nè, mình qua bên đây đi. Rồi ok, đủ rồi. Nha, người ơi. Ok, vô. Trong tôi lấy bảng vẽ ra. Gây ấy vẽ bằng bảng vẽ luôn á. Kinh nhờ. Thì không thua vậy. Chào mừng các bạn đã đến với trò chơi của chúng ta ngày hôm nay. À, tôi là Mr. Ben True. Mỗi vòng bạn sẽ được nhắc nhở phải vẽ cái gì đó. Và bảng vẽ tệ nhất sẽ bị loại bỏ. Ok, có vẻ là vui đó. Bóng đá, trời ơi, quá dễ. Rồi, bóng đá tôi biết tôi phải vẽ ai rồi. Vẽ Ronaldo. Siêu quá vậy. Tôi tính vẽ trái bóng thôi, mọi người sao mọi người kỳ công vậy. Em thì vẽ người đá bóng luôn. Vẽ khung thành đi. Chị vẽ khung thành. Vẽ khung thành người ta tưởng chị vẽ cái lưới đánh cá đó chị. Thế là em vẽ cũng thấy hơi sợ nha mọi người. Kiểu, Ê, còn nó mấy giây kìa, chết rồi, nhanh nha. Ê, người đã bắn thôi xấu xong rồi ta. Tôi vẽ anh Bảy, tôi vẽ Đại nha các bạn nha. Giờ là tôi không có vẽ Ronaldo nữa. Nó có mấy giây à? Vẽ đơn giản thôi, đừng vẽ siêu sao quá. Không, Phong mà rồi, Phong phải okay. Vẽ đặc biệt chứ bạn, sao vẽ bình thường được. Ok. Ôi trời ơi. Ok, mày quá, vừa kịp. Hy vọng rằng sẽ có người nhận ra. Ôi, tôi quên vẽ số 7. Trời ơi, tôi vẽ số 7 là được rồi. Rồi, cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Sẽ bành. Ê, em hỏi gì hả? Đẹp vậy? Đẹp vậy? Đẹp vậy? Trời ơi! Ai vẽ? Cái này là cái gì vậy? Ai vẽ vậy? Ai vẽ vậy? Ô, cầu thủ bóng chết. Cristiano đây hả? Nhưng mà em quên vẽ số 7. Em mà vẽ số 7 thôi được rồi. Không phải của tôi nha, cái này không phải nha. Cái này là gì vậy? Cái này đóng bùi nhùi gì vậy? Ôi, đây nè, đây là tôi nè. Đẹp vậy? Được. Tôi ăn cái gì? Tôi ăn cái gì? Ôi, cái bánh này dễ đẹp nha. Đẹp chuẩn nè. Ồ, bây giờ chọn rồi. Cái tốt nhất hả? Rồi, bây giờ sẽ chọn quá. Bức tranh xấu nhất. Thì tôi đã chọn bức tranh cơm nắm tùm lum rồi đó. Đẹp nhất thì đối với mình là... Đẹp nhất thì chắc là tấm này mấy bạn ơi. Cái bóng này, cái bóng xin vẽ đẹp. Mà nó biết rồi. Có miếng cỏ. Còn tôi thì tôi lại thấy bức của Sam khá là chi tiết và rõ ràng. Tôi bóp Sam. Ồ, ôi, bánh rác luôn mày ơi, ghê mày ơi. Rơi xuống dưới rồi. Bóng rổ đi ha, kiểu vậy. Bây giờ là bóng rổ hả? Trời ơi, hết bóng bàn đến bóng rổ, khổ quá. Thật ra thấy vẽ bóng rổ cũng dễ ẹt, không có gì khó hết trơn á. Chứ vẽ cái động tác bóng rổ thôi là người ta nhìn vô, người ta thấy động tác bóng rổ người ta biết à. Vấn đề là có nhìn ra động tác bóng rổ hay không thì chưa biết. Chỉ có tranh mua vẽ người ta mới không nhìn ra thôi, chứ tranh em chắc chắn người ta nhìn ra mua. Thôi, coi bạn. Bây giờ là mình sẽ vẽ một cái người đang quăng trái bóng rổ vào trong cái rổ các bạn đó. Bóng rổ màu cam đúng không ta? Ui, tôi vẽ ra này, tôi vẽ hình người ném bóng rổ đây mọi người. Tôi vẽ được. Vẽ được vẽ tranh vui lắm. Rồi, xuất sắc. Tại vì bình thường mình vẽ xấu ấy, tự nhiên mình không vẽ ra, mình vẽ được kiểu bất ngờ, không tin mình làm được. Đấy, trời ơi, tôi quá xuất sắc. Rồi đem vậy được rồi. Tôi phải tô cái bóng cái đá rồi, ok, cái áo chắc cái quần nữa nè. Rồi tô cái quần cho bạn này nữa. Ê, là thêm cái áo cái quần. Ê, Phong kỹ quá vậy. Rồi, tôi xong kịp cái áo rồi. Của em xong rồi. Để xem coi bức tranh đầu tiên sẽ như thế nào đây. It's me. Cá mui hả? Cũng được. Cũng được, nhìn cũng được á. Simmy nhẹ nhẹ dễ thương nha. À, gì đây? Gì vậy? Cái gì vậy? Nhìn nó creepy quá vậy. Saturn hat. It's me. Đẹp nha. Đẹp nha.
đẹp á, đẹp á. Rồi cái này là quả bí đỏ à? Ờ, chứ quả bí yếu à. Ôi, cái này là của con à. Bây giờ sẽ nói người xấu nhất. Ông có nội nè. Ai đó chọn cho mình ấy, cho mình đối loại được không? Thôi để em chọn chị, để em chọn chị, rồi em chọn chị cho, rồi em chọn chị rồi. À, ok. Wow. Tạm biệt. Vẫn chưa có ai trong bốn chúng ta bị loại cả. Vương Miện. Yes, oh my god. Tôi nghĩ là Vương Miện nên là trang trí Vương Miện cho chính đi. Phong cũng sẽ vẽ Vương Miện thôi, Phong sẽ trang trí sao tại cho Vương để... Miện nó đẹp đẹp xíu. Đúng rồi, để tập trung 100 cho vào Vương Miện á. Thì nói chung Vương Miện thì nó sẽ là màu với ta màu vàng nhá. Kiểu vẽ sao quê mọi người có thấy mọi người đừng đánh giá nha. Phải đánh giá chứ, đánh giá vội đó. Nói chung là chủ yếu là nếu mà vẽ Vương Miện thì mình nghĩ mình sẽ chú trọng vào cái shader mọi người. Mà cái mình thấy là tôi vẽ hồi tôi nhìn nó không ra Vương Miện ta. Mình thấy là gì ta thời gian khá là gấp rút nên mình cũng không thể nào chăm chút được các bạn ơi. Đấy. 20 giây cuối cùng tôi dùng để tôi tô màu đi cho nó chắc ăn. Trời ơi nó nhanh dễ sợ chưa kìa. Ôi, ôi. Vừa kịp bấm nữa. Thấy nó nguy hiểm. Ê. Chưa? Trời ơi. Của cá mùi đúng không? Ui nè tôi đúng rồi. Đẹp quá. Được rồi, màu xanh mà. It's me. It's me. Ai vậy? Cái này là gì vậy trời? Ai vậy? It's me. It's me. Ui. Loại đi. Nhìn là biết loại ai đó. Nhìn là biết loại ai đó. Biết loại. Là biết luôn á. Nhìn là biết cái này như ai đó. Đây Simmy thật sự. Trời ơi Simmy đẹp đẹp. Ê ê nhưng mà tí nữa nè. Một tí nữa còn có vài người thì chúng ta cũng phải công bằng với nhau. Phải chọn bức đẹp trong cái hội em. Hội em nha. Ok. Rồi. Không nhưng mà cái này siêu đẹp thôi. Ai đây ai đây ai đây. Tất nhiên là người ta rồi Phong ơi. Không thể nào mà. Ủa. 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 Kể nào, ai là rắn đẹp? Ai? Tôi vót sim mà, gì kì ghê. Ủa, cái heo là gì đây? Ông hả? Con ông kìa, bi ông cái gì kì vậy? Ủa, sao? Tôi cũng bất ngờ, tại sao sim lại thua? The hell, my god, trong này có gián điệp hả? Kể nào dám lại em gái của ta? Top 1 server bị lỗi kìa. Tại sao người bị lỗi không phải là cá mui? Bỏ em. Không, bị giỡn đó. Con ông vẽ sao ta? Tôi đang vẽ con ông trong Minecraft mấy bạn ơi. Dễ thương á. Trời ơi, một người loại mà ai cũng sững sờ mọi người. Tôi chắc chắn là sẽ có cái block tuyết gì trong đây. Tôi chắc chắn là có block tuyết. Chắc chắn là có kẻ đã vót Simi thua. Nhưng mà Sim yên tâm đi. Được. Phong mặc dù là Phong với Sim là anti với nhau. Nhưng mà Phong không có chơi như ê, vậy đâu. Ê khoan đã, nhưng mà tôi không quay video. Thành ra không có bằng chứng của tôi. Có khi nào tôi bị oan không? Nhớ đâu xíu không? Là cam mùi sao? Mấy bạn fan xem mấy bạn tự đón ơi. Thì ai không có cam nếu bạn nghi người đó. Mọi người ơi, tôi không hề. Tôi là người thật, việc thật, tôi là người tốt. Trên đời này mấy người ta hay giả người tốt lắm bạn ơi. Quá à. Trời ơi, xin bị đoại mà mọi người buồn dễ sao buồn. Ok, video thú vị á. Người vẽ mà gì ta đặc biệt là bị loại. Thế mới hay chứ. Trời ơi, chứ okay. Vẽ ở đâu nữa. Vẽ xong rồi. Ủa con ông mà sao đâu có cái cánh gì mùi. Ôi trời ơi, mày có cánh chưa vẽ. Mọi người ơi. Cái này là con kiến mà. Cái này là con kiến. Trời ơi. Chết rồi. Phong Cận cũng là người vẽ được đầy đủ con ông. Đầy đủ nhất. Rồi boss Phong Cận thắng thôi mọi đúng người. Đúng rồi. À, mọi người quên mất cái chi tiết gọi là cần nhất của con ông. Tính ra Phong vẽ đơn giản cho mọi người. Nè, Camu là con sâu nè. Sammy là con kiến nè. Đúng không? Nè. Trời ơi, bị lỗi gì? Mình bị lỗi, hay quá. Bye bye chị. Tạm biệt cá mui. Người đó là yeah, win đúng không? Tạm biệt Sammy. Trời ơi, yeah. Lý do mà Simi bị lỗi là tại vì Simi bị mấy người ngoài lỗi. Trời ơi, trên mức nớt cái gì trời. Rồi, đó, bạn thấy không? Và đó chính là cái trò chơi chúng ta đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với màn tiếp theo nha các bạn nha. Ok, let's go, vô. Rồi, đến với trận thứ hai nữa các bạn ơi. Rồi, nói chung là trận 1 là được top 1 rồi. Nên là trận 2 cũng không cần top 1 đâu. Rồi, và để coi màn đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái gì đây. Yêu cầu đầu tiên là bàn chải đánh răng. Oh my god, Brussy.
Lần này tôi sẽ vẽ đẹp cho mọi người bất ngờ chơi nè. Hay là bây giờ mình lụm luôn cái top 1 rồi luôn đi, cho mấy bạn người xem nể mình chơi nè. Đấy, tại sao lại không nhỉ? Nên Phong cứ mạnh dạn thôi Phong ơi. Được, Phong sẽ mạnh dạn vẽ hết sức có thể để mấy bạn fan tự hào vậy Phong. Rồi bây giờ mình sẽ tô cái nú nè các bạn. Cái nú là phải có cái màu nhìn nó hơi hồng hồng một xíu đó. Mình vẽ cũng phải chân thật các bạn hiểu không? Rồi, ok, bây giờ mấy bạn vẽ các bạn chải nè. Rồi, vẽ bàn chải sắp hết giờ vẽ các bạn chải rồi. Rồi con lo ngựa ngựa vẽ các bạn chải. Vẽ cái răng. 42 giây, vô tư đây, vô tư đây. Rồi, vô tư đây. Em thấy vẽ hơi xấu nha. Vẽ bàn chải dễ. Rồi, bàn chải đánh răng chắc cho màu xanh dương đi. Rồi, đó. kem đánh răng cho màu xanh nhạt đi. Đó. Rồi, xong. Không đã vẽ xong nha bạn. Vẽ đơn giản là sẽ có điểm thôi. Vậy thôi được ha. Thế đó lý do bị lỗi thôi. Ồ, vẽ đẹp gì mà bị lỗi vậy trời. Wow. Bàn chải đánh răng gì mà nhìn nó luxury dữ vậy? Chết rồi. Xong cái này nè. Sao nhiều say đồ vậy? Sao người nhiều người vẽ vậy? Kiểu say đồ vậy? Ôi, đâu map này còn người đẹp không á? Map này cao thủ nhiều nè. Cái gì vậy? Tôi gì? Rồi, có người xấu với người, có người xấu rồi, có người xấu rồi, có người xấu rồi. Ê, trong này cao thủ không á? Ai vậy? Wow, ai vậy? Rồi cái gì đây? Mời còn đối thủ rồi, cố lên Chim ơi. Cái này xấu nè. It's me. Vậy thôi không? Mặc dù là tôi thích Sim đâu, nhưng mà tôi đừng phải vote cho Sim chàng ơi, tại Sim dễ đẹp rồi. Cái này là cái bàn trà nồi luôn, chứ chàng trà là trà răng cái gì. Đây. Cái này là hũ muối hả? Tốt nhất thì đối với mình chắc là Sim, tại vì Sim có kem đánh răng, có cả chip đánh răng. Mà không có nguyên hàm răng luôn, mà sao mọi người không vote ta không? Nhưng mà tổ không đẹp bằng Sim. Quá trời luôn. Rồi tiếp theo là gì? Đốt. Mình cứ vẽ sao cho nó tốt nhất là được. Ôi trời. Những người ta nuôi chó người ta vẽ không được, nuôi kẹo là nuôi con chim sao mua vẽ được vậy ta? Đó nha. Mình sẽ cố gắng vẽ nhanh nhất có thể. Trong này toàn dân đánh xe đờ không á mọi người. Đúng rồi, toàn mấy dân. Tôi thấy mấy dân đánh xe đờ thì cũng sợ nha. Rồi, vẽ đơn giản thôi. Mình không vẽ ra đậu nha. Tại vì đậu vẽ hơi lâu á mọi người. Ta-da. Ok, con chó mình đang vẽ là con cậu vàng trong gọi là chuyện cổ tích Doraemon đó các bạn. À không, lâu. Nó cậu vàng. Không, tôi giỡn đó, trời ai chẳng biết, tôi giỡn cho bạn mắc cười chơi, mấy bạn có thấy mắc cười không? Không, hồi này tôi bị lát xíu á. Oh no, mấy bạn ơi, tôi chỉ có thể vẽ con chó như thế này trong cái thời gian ngắn như thế này thôi, bạn ơi, tôi không thể làm vẽ hơn được. Rồi, ok. Wow, chưa kịp vẽ rất tập trung. Tôi sợ quá. Oh my god. Dân vẽ không vậy? Rồi xong luôn, mùi vẽ. Rồi sao? Rồi có. Rồi mày quá mùi ơi, có bạn vẽ xấu hơn mùi rồi, mùi tâm đi. It's me. Đừng lo. Mình đúng con gấu. Đây là đây có nhiều nhân tố nha. Không có vô tùy nhau mọi người cứ. Bạn vẽ tốt nhất thì tôi nghĩ tôi sẽ vote Sam, tại thấy Sam dễ thương các bạn ơi. Không, tôi thấy Sim, tôi thấy Sim. Mà mình thì sẽ là Phong. Em không. Ai vậy? Oh my god. Bye. Tính ra anh em một mình vậy mà trụ được lâu ghê chứ. Oh my god, tôi muốn ăn taco đâu. Nhưng mà mình cũng đã từng ăn taco khá là nhiều lần. Nói chung taco là nó thì... taco vẻ cũng dễ nha, không khó mấy. Taco dễ dễ mà, có gì đâu khó. Vậy là thêm tí thịt rồi vô trong là được. Đúng rồi, rau, thịt với là cà chua vô là xong. À, rau này là rau ăn chứ phải rau trên miệng nha bạn. Sao ông cần mô tả vậy? Đó, mình sẽ chấm hết vô đây luôn. Rồi, thêm một tí màu vàng. Màu vàng là gì các bạn? Màu vàng là gì? Là bắp. Đó, tôi sẽ chấm mấy hạt bắp vô. Đó. Ủa, tôi tưởng là cheese chứ. Trời, nó là gì? Kệ, tôi thích bỏ bắp. Rồi, Phong cũng chưa, chưa ăn taco bao giờ. Nó Phong bỏ đại á, Sim ơi. À, bánh taco thì Phong nghĩ là nó sẽ có hơi màu vàng vàng, kiểu gọi là nhạt nhạt xíu. Vàng. Đấy, như thế này. Cho nó lịch sự hơn thì mình có thể dĩa thêm cái dĩa nha các bạn. Nói xong cái tự nhiên tất cả mọi người đều có thêm cái đĩa. Đó, hợp lý. Ê, con có dĩa đẹp nha. Ui. Không để đẹp. Trời ơi, hết giờ nhanh thiệt. Oh my god. Wow. Ê, hơi nâu nha, hơi nâu taco này. Ôi ơi, từ từ, hình như tôi vẽ nhầm hay sao á. Ê gì vậy? Vẽ nhầm hay sao á? Ê, đi, 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 đ
làm cái bánh tôi nhìn trong cái bánh bông lan quá trời ơi. Có ai dễ xấu hơn tôi không? Ờ, hy vọng người này xấu hơn tôi đi. Đây là cái gì đây? Cái này mình sẽ vớt cái màu nhạt nhất nha. Mình sẽ vệ màu nhạt. Ờ, nhạt nhất này không ra gì hết trơn nè. Không, mọi người có thể vớt người khác cũng được. Tốt nhất hả? Tất nhiên là simi rồi. Rồi, mùi mùi đi không? Bọn mình vẽ có nét có đồ, nó không ra gì. Sim chấm chấm, quẹt 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 mấy cái gì, nhìn nó ra cái bánh luôn á chị. Không hiểu á. Người ta hơn mình em ơi, người ta hơn mình. Đúng rồi, nhưng vẽ. Rồi. Mình ai không lại gì đâu. May quá, không phải mình, không phải mình. Spider-Man thôi. Đây, vẽ Spider-Man. Đầu tiên là mình sẽ vẽ con nhện bình thường trước, sau đó mình sẽ vẽ ký hiệu của Spider-Man. Không vẽ được con nhện. Con nhện thì mình chỉ cần vẽ cho nó cái răng nanh đó. Ok, mình sẽ cố gắng hết mình thôi, sao nữa. Con nhện thì nó mình sẽ để cho nó màu xám mấy bạn. Con mắt của nó sẽ màu đỏ giống con nhện trong Minecraft á. Bạn nào coi Minecraft chứ bạn cũng biết con nhện trong Minecraft đúng không? Nhưng là mình chỉ cần vẽ tương đối các bạn ơi, chứ mình cũng không thể nào vẽ chính xác được. Với thời gian nó chạy như kiểu bập mọi người thấy không? Na 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 na. Ok, mình vẽ khá là cơ bản, không quá là cầu kỳ mọi người. Oh no, sắp hết thời gian rồi kìa. Rồi. Oh no. Rồi, ok. Hết sức rồi. Mùi bất lực rồi đó, bất lực chinh với tôi. Ê, vậy luôn. Nhìn ra cái nhện á. Ủa đẹp hả? Cái này con gì ấy? Cái này giống giống con dê chó. Ê, sao chị nhìn nó giống con dê nhưng mà nó cái đầu ấy mới. Ờ, em bị thôi, không sao. Này Phong vẽ đó. Spider-Man. Tôi thấy con vòng tròn nhìn giống con dê chó chứ phải con không phải con nhện nha. Oh, giống con chó dê chó nha. Tôi thấy mùi nha. Tôi thấy mùi dễ đẹp nè. Mùi dễ đẹp. Dễ đẹp. Em khá thích mùi. Em luôn. Bạn này nè, cái bạn vẽ dê chó đúng không? Nghĩ là bạn ấy vẽ chó đó. Ok. Rồi tiếp nè. Rồi còn tụi mình thôi đó mọi người. Robot hả? Oh my god. Robot hả? Robot. Đó, robot đúng không ta? Tôi nếu mà nhắc đến robot thì tôi sẽ nghĩ đến Iron Man đầu tiên các bạn ạ, cho nên tôi sẽ vẽ Iron Man nha các bạn. Vậy cho tìm vô nè. Rồi. Sao? Đẹp. Ui. Ai ơi. Robot phiên bản bị bỏ rơi. Đẹp chưa? Đẹp. Thấy không vẽ đẹp chưa? Robot này không? À, dễ thương. Trời cái bạn này nhìn nó biết xấu nhất rồi, nhìn không đang robot luôn á. Nhìn cái biết luôn á. Giống quái vật trong phim siêu nhân á. Ôi, anh chơi đẹp xăm hình đi rồi. Mà vẽ xấu nha, vẽ xấu nha. Đẹp. Rồi, có bố tụi mình nè. Rồi, đi cuộc chiến sống còn nè. Báu à. Gương kho báu à. Ây da. Này là vẽ nhanh thôi các bạn ơi. Năm con người không nói gì với nhau cả. Vô cùng tập trung em yêu. Không sao, chúng ta sẽ có những moment tuyệt vời chứ. Chúng ta cứ vẽ đẹp trước đi đã. Trời ơi, mấy giây rồi trời ơi. Oh no, khó quá. Yes. Trời ơi, vẽ người. Mình mới vẽ kiếm con người như thế này nè. Bây giờ là boss thật tâm cho mọi người. Rồi. Trời ơi. Tôi vẽ người cứ miệng mà em kịp mọi người á. Kiểu kho báu kẹo hả? Cái này là cái gì đây? Mọi người im lặng nha, không nói cái gì của tôi, cái gì của ai hết. Boss cho tâm tâm. Rồi, bây giờ im nha, không không ai nói cho ai biết cái nào của ai nha. Ôi trời ơi. Tôi biết rồi, tôi biết của ai rồi. Không, biết hay không, cứ im lặng đi, cứ im lặng. Bây giờ âm thầm vote nè, không ai nói gì luôn nè. Không ai nói gì, âm thầm vote nha. Thôi, tôi chấp nhận, thì mọi người thấy ai cũng phải đẹp hơn tôi rồi. Em mấy mặt kẹo tự nhiên xin bị loại mới mắc cười nè. Tôi quá quen rồi. It's me, it's me guy. Vẽ rất là đẹp. Thật ra cái đèn này mình lại không thích vẽ đâu, mình sẽ vẽ tào lao nha. Ơi chơi cho đèn quen thì vẽ tào lao. Không tào lao của người ta là sim. Em tin người quá em. Tào lao, tào lao của sim tào lao. Không có vấn đề, chị nói chị biết giống có vấn đề là nói vậy giống kiểu như là ơi chấp đối thủ mình luôn vậy đó. Không, tôi không, người ta nghĩ thôi. Không có gọi là không có chơi gì nha. Dạ, thưa quý vị là gần 40 mấy giây thôi, đừng nói nữa, vẽ đi. Còn 30 giây à, ok, đếm ngược. 19, 18, 17, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, sao mùi nhảy vậy à? Đọc ơi. Ok. Đèn. Sao á, trời ơi. Nhìn cái biết ngồi luôn á, nhìn cái biết ngồi luôn á. Ồ, không cần á, đèn pin á. Đèn pin nữa còn gì nữa. Oh my
cái gì vậy? Oh my god. Đèn cổ, đèn cổ chị, đèn cổ. Đèn cơm cổ, à. Đèn khách sạn đó, đèn cổ. Thôi em xin lỗi, một trong hai bức thì tôi phải biết bức nào đẹp hơn rồi. Chứ Phong với Jim đều vẽ người 9 người 10 đó chị. Mọi người ơi, mọi người có để ý là Phong cộng đã bắt đầu kiểu tập vẽ sa đơ không? Kiểu mấy cái bóng bóng đồ đó. Ê, thế chứ. Có hai nghệ sĩ. Giống rồi, giống rồi. Giống rồi, xíu rồi. Rồi, rồi ai đây, là ai đây nè. Ba người chiến thắng sẽ là Simmy, chắc chắn rồi. Đúng rồi, tất nhiên rồi, hồi giờ người ta bó sim không á. Đóng tiền quá. Không sao các bạn ạ, một video giành được quán quân và á quân luôn là hợp lý rồi gì nữa. Chắc là lúc nãy bị làm sao chứ quán quân thật sự vẫn là team thôi, không thể chị ơi, chị ơi, kết quả nó hiện trên màn hình, không cần nói, không cần nói. Ok các bạn, vậy là coi như ngày hôm nay các bạn đã thấy thì mình cũng lụm hai giải quán quân và á quân thôi chứ không cỡ nào bình thường. Đó thì mấy bạn thấy rằng là trong bốn đứa bọn mình ai là những người vẽ đẹp nhất và ai vẽ có bức tranh mà bạn ấn tượng nhất thì đừng quên là comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì video đến đây cũng đã rất là dài rồi nên là kết thúc video tại đây nha. Bye bye.